Vlog một chuyến đi Sài Gòn đầy bất ổn. Hello mọi người, tụi mình là gì ở Mỹ Tho nè. Nói chứ cũng không có bất ổn gì mấy, nhưng mà ở lại nghe tôi kể chuyện đi. Ở Mỹ Tho mà mọi người muốn lên Sài Gòn thì có rất là nhiều loại xe. Dạng như xe truyền thống thì nằm ở bến xe Mỹ Tho, nằm trên đường ấp Bắc, hay là các loại xe dịch vụ như Di Quý, Hùng Hiếu và Tân Lập Thành. Cái thứ ba là có các xe từ Bến Tre đi ngang qua Mỹ Tho, các bạn cũng có thể bắt những xe đó như là Minh Tâm, Thịnh Phát, Hảo Châu. Thứ tư là các bạn thuê xe riêng để đi nha. Và cuối cùng đó là đi xe máy. Chắc nhiều bạn sẽ nghĩ là ủi mấy cái này biết rồi nói chi trời. Vậy thì cái này mình nói cho những bạn chưa biết nha, còn các bạn biết rồi thì các bạn bỏ qua. Nhà mình thì quen đi xe Tân Lập Thành rồi. Và mình bật mí với các bạn một điều là hiện tại giá vé bây giờ là 100.000 đúng không? Các bạn học sinh sinh viên sẽ được giảm giá. Và cái điều cực kỳ quan trọng là em bé chỉ có nửa vé thôi. Tức là em bé chỉ có 50.000 thôi đó. Cái đó là lúc trước tôi không biết thiệt, sau này nhờ có người nói cho nên tôi mới biết đó, cho nên tôi muốn chia sẻ với mọi người. Còn bạn nào biết mà không nói mà nói là biết rồi có gì đâu chia sẻ thì thôi mình bỏ qua cái clip này luôn cũng được ha. Tính ra là đã từ rất lâu rồi mới quay trở lại Sài Gòn. Trước khi chuẩn bị lên Sài Gòn là tôi sẽ tải một đống app như là Grab nè, Gojek nè, Bi nè. Và một điều là tôi thấy mọi người thảo luận khá là nhiều, đó là khi bạn thường xuyên sử dụng một app nào đó thì nó sẽ hết mã giảm giá, mã khuyến mãi, thì cái lúc đó bạn chuyển sang app khác nha. Sau một thời gian bạn không quan tâm đó nữa, bạn quay lại sẽ nhận một đống mã khuyến mãi luôn. Cái kinh nghiệm đó là tôi lượm lặt ở trong mấy comment mà tôi để ý cũng đúng lắm nha. Mỗi lần lên cái tôi tải app mới về là có một đống mã khuyến mãi siêu hồi luôn. Rồi nãy giờ tôi dẫn mọi người đi sương sương một miếng của Sài Gòn rồi, bây giờ thì tụi mình đi ăn nha. Lên Sài Gòn là không thể nào bỏ qua các món ăn người Hoa được. Xíu mại, há cảo, món nào cũng ngon. Nhất là chân gà tàu xì, nhâm nhi thêm bình trà nóng hổi thơm lừng. Review cụ thể món này tôi sẽ làm ở clip sau nha mọi người. Nhiêu đây chỉ là sương sương để lót dạ thôi, bữa tối mới là món chính nè. Một quán lẩu ếch cực kỳ nổi tiếng ở Gò Vấp luôn. 4 năm trời học ở đây mà không thèm đi, bây giờ về quê rồi mới lên đây thưởng thức có tức không? Làm như Mỹ Tho không có trà sữa hay gì á, lên đây dứt ly trà sữa thức. Nghe đồn là bestseller của quán 50.000, ôi trời ơi. Không phải tự nhiên tôi vô đây đâu, là đang đi ăn cái trời mưa rồi, bể hết mấy cái kèo sao luôn. Làm tôi lên kế hoạch đi cái chỗ này đi cái chỗ này quá trời luôn, nhưng mà bể hết mọi người ơi, rất là xu luôn. Không chỉ Mỹ Tho mưa đâu nha, tối tối Sài Gòn còn mưa dữ hơn nữa. Tôi thấy với cái thời tiết này là 3-4 bữa sẽ không mưa một bữa, cho nên cái việc đi du lịch là không có khả thi cho lắm. Mà nói chứ lâu lâu ghé lại thức để ôn lại kỷ niệm thời sinh viên, ngồi nhìn lại cái vị trí của nhiều năm trước mình đã ngồi tại đó overnight để làm khóa luận. Ôi thật là ám ảnh. Cũng may lần này tôi được thưởng thức trà sữa hai đi lao mà mọi người khen đáo khen để đây. Trong lúc chờ đợi nhận trà sữa thì đẩy nhẹ một ly trà ổi nè, rồi kể tiếp cho mọi người nghe cái câu chuyện thứ hai. Hôm bữa đi á, tôi có nhận order trà sữa, xong rồi chị mới nhắn tin là em ơi chị đặt 4 ly trà sữa này, xong rồi tôi mới xin số điện thoại và địa chỉ, và chị đó vẫn không xem tin nhắn, không biết là có bận gì không, nhưng mà thôi tôi cứ mua cái phần mà chị đó dặn luôn. À, trà sữa mua mang về ở đây sẽ có 10% VAT nha mọi người, nhưng mà hình như tôi nhớ là thuế giảm 8% rồi, nhưng mà không hiểu tại sao đây là 10%. Tôi mua là lục trà sữa, ô long sữa, hồng trà sữa và trà trái cây. Nói chung về vị á thì tôi thấy không có gì đặc biệt lắm. Có cái chân châu thì cực kỳ mềm luôn nha, tôi thích phần chân châu này. Riêng cái phần lục trà sữa là cực kỳ đậm vị trà và chát. Nếu mọi người muốn thử cho biết thì nên mua, chứ thật ra cái vị tôi thấy rất là bình thường. Mà không hiểu sao lần nào đi xuống tới đây là tôi cũng bị lạc hết mọi người, quá trời rộng luôn. Bây giờ thì tôi sẽ về giao trà sữa nè. Nhưng mà được cái chị khách đó bơm hàng rồi mọi người ơi, tôi nhắn tin hoài chị không có trả lời, không biết bây giờ mình có nên post không ta. Nói chứ tôi có bán cho chị đó 2 lần. Lần là chị đó hứa hẹn các kiểu và tôi phải đòi đi đòi lại liên tục chị đó mới trả tiền. Còn lần này chị đó không xem tin nhắn luôn. Thôi thì tôi chuẩn bị tâm lý đi về Mỹ Tho đây. Có ai bị say xe như tôi không? Phải cố gắng ăn thật là no trước khi lên xe, chứ không là đi gặp chị Huệ liền luôn á. Nói chứ tạm biệt Sài Gòn hoa lệ nha. Mình về với Mỹ Tho thân yêu đây. Bye bye.